lươn giống size 1.000 con 1 kg, giao khách Quảng Bình. Trước khi giao, quay cho khách xem, kiểm tra con giống từ xa. Con giống khỏe, đều. Thùng này là 5.000 con. Tất cả là 5.000 con. Con này size 1.000 con 1 kg, giá là 3.000 đồng một con. Chắc tầm khoảng to bằng 3 cây tăm, 3-4 cây tăm gì đó. Bắt một con lên coi nhé. Đây, này cũng to to rồi. Này to to bằng cái gì ta?